Phá vào ư vô thú mỏ dịch đó. Quyền thoại ghế ngã. Ba người trong một đội sẽ cùng chơi với nhau. Câu hỏi là những câu hỏi đúng hay sai thôi. Thôi mình chơi trước luôn đi, trước sau gì cũng thua. Chơi cho đội bên kia nè. Chơi cho đội bên kia nè. Lúc ngã đó mình phải lộn luôn. Phải là ngã và hư vô à? Cái này là ngã là hư luôn á. Trời ơi, ngã là hư luôn. Im, đừng nhấn đầu bé, im, chở trâu qua đi. Sao lại nè, cái này không ngã là hư vô là sao nè? Ủa, cái này tại sao không gọi là ngã là hư vô vậy? Cái này là ngã là hư luôn à. Không có hư vô mà hư luôn. Cái gì sửa là hư luôn. Hài á là đừng có nói dư chữ nhiều quá. Bị dư á, dư như quá nhiều. Lại, tại sao không gọi là ngã vào hư vô à? Thôi hết vui rồi. Thôi hết vui rồi. Thật ra nó hết vui từ lần đầu tiên lận. Câu hỏi đầu tiên, ai là người Việt Nam đều biết, thậm chí người nước ngoài ta vẫn biết luôn. Wow. Bởi vì nó mang tính chất toàn cầu. Vâng. Ngươi đi sở thú chưa? Dạ em đi rồi. Trong đó có con thú gì? Có thú mổ dịch không? Dạ không, nó không có thú mổ dịch trong đó. Sai. Làm gì sở thú mà không có thú mổ dịch? Cho em nói lại. Sở thú là... đâu có, em đâu có thấy con thú. Ủa sao bên đây áp đảo độ tôi vậy? Em đâu có thấy con thú mổ dịch trong đâu. Ok. Người ta nuôi con thú mổ dịch đi tham quan để làm gì ạ? Người ta sẽ nuôi những con mất tiền như cá sấu, cá mặt, cá voi, cá heo, hươu con cổ, đà điểu, lạc đà, đồ chứ. Thảo cầm viên mình không có cá heo, không có cá mập luôn. Rảnh thì đi thảo cầm viên lại nha. Hồi đó em đi thảo cầm đồ, không phải cầm viên. Câu đầu tiên, Thảo Cầm Viên Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những vườn thú lâu đời nhất thế giới. Đúng hay sai? 3, 2, 1, chọn. Đúng rồi. Mình phải có một cái đáp án khác với đồng đội. Để lỡ như có thua thì mình có người thắng. Sao tự nhiên dây nó giật đều vậy ta? Thảo Cầm Viên là một trong 10 vườn thú lâu đời nhất thế giới. Mai Phương Thúy và Lâm Vĩ Dạ chính xác. Tiến Ngân không chính xác. Em nhớ nó đạp nó từ rất lâu rồi. Tiến Ngân nằm im đó, khi nào trả lời chính xác thì mới được lên. Vừa không được ghi hình, chỉ thấy dấu ít, chỉ dấu đúng thôi. Mà phải nằm mất đó mặt à? Mất mặt. Đã vậy rồi, tôi đứng đây tôi che nữa là không có máy nào đẩy được luôn. Câu tiếp theo, lợi thế cho những người đã có em bé. Dạ là người có hai con. Chị có theo chị Dạ. Nhìn bé Dạ thôi, lo gì. Con người không thể vừa thở vừa nuốt cùng một lúc, đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng. Vừa thở làm sao vừa nuốt được? Giống như mình uống nước á, mình cũng nín thở mà. Trời ơi, con bé rất dễ thương luôn. Làm cái Dạ. Thở một cái là xong mới nuốt được. Tiến Ngân chọn. Không thể, anh nói lại câu hỏi à. Không thể. Con người nuốt. Không thể vừa thở. À không thể đúng không? Làm cái Dạ chọn đúng. Mai Phương Thế chọn đúng và Tiến Ngân cũng chọn đúng. Tất cả đều sai. Tất cả đều sai. Ủa? Mình thấy đúng rồi ta. Bé Ngọc mà chỉ thì có bao giờ là đúng đâu. Em đúng, 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 đúng. Mấy tháng tuổi á, nếu mà không thể vừa thở. Đúng rồi, sao nó bú được? Vừa nước thì sao bé bú được? Tại vì em có nuôi em bé bao giờ đâu mà em biết. Em thấy là mỗi lần nó đã bú cho gợi ý là nó rồi. Nó nuốt rồi nó nín. No, anh có còn việc cái thực quản của em bé từ sơ sinh cho tới tháng 7 tới một gần một năm á thì có một cái vị trí nó sẽ tự rụng sau 7-8 hoặc là tới 12 tháng và con người không còn chức năng vừa nuốt vừa thở nữa. Vấn đề đây là trước khi ra câu hỏi Giang đã cho một cái gợi ý rồi và cái người mà có hai đứa con là đang cử ngược lên chuẩn bị gọi là tỏa sáng. Em đã vô đáp án bên này rồi bé Ngọc. Không biết tham mưu làm sao em vô bên này. Lại là bé Ngọc. Bao nhiêu lần tham mưu về thời trang em đều là thảm họa. Bây giờ lại là bé Ngọc. Như vậy là hiện tại là sau hai câu hỏi thì chúng ta chỉ có được tính một điểm. Mời đợi tiếp theo. Chị có gì chị giúp đỡ em nha. Quá đơn giản cho những câu tiếp theo. Ai đã đi học là trả lời được. Trời đất ơi, nếu nói về học thì ai mà không học mẫu giáo đúng không? Trong không khí chúng ta hít thở hàng ngày, oxy và CO2. CO2 là gì dạ? Dạ, CO2 là khí carbonic. Khám sai mày ta. Oxy và CO2 là các chất có nhiều nhất trong không khí, đúng hay sai? Sai. Đúng. Sai. Phải hít oxy. Phải không biết chuyện đúng mà. Đúng đi.
tất cả đều chọn đúng. Theo em nghĩ á, trong không khí có rất là nhiều khí, không chỉ riêng CO2. Đúng rồi, nhưng mà nó CO2 khí nhiều gì nhất nữa, nó còn khí gì nữa? Khí khí nitơ rồi các thứ. Trời ơi, nitơ chắc chứ là nơ ti rồi phải không? Không, em nghĩ không đúng đâu. Thôi, sai. Sai á. Tại vì á, không thể nào một câu hỏi dễ như vậy. Không phải, CO2 nó khoảng mấy phần trăm, oxy khoảng hai mấy phần trăm, nitơ helium thì nó chỉ khoảng 1-2. Bây giờ là chúng tôi cho lại 5 giây để chị nghĩ này. 5. Tôi tin Hoa Hậu nói đúng, tôi nói đúng. Sai anh Vân. Hoa Hậu phân tích. Anh Vân tin em đi, sai. Không phải, anh tin đâu. Câu hỏi giống như câu hỏi hồi nãy mà mình có thở. Mọi người biết không, mọi người thấy này. Sai. Em tính làm gì? Có gì đâu. Đứng ở đây. Trời, nhiều loại trí khác nhau. Đúng, nhưng mà cái tỷ lệ mình chỉ thích cái là câu hỏi về tỷ lệ. Đúng rồi, căng căng nha. Giống như mình lên mặt trăng cũng vậy á. Ê, căng luôn rồi coi. Không chính xác. Không chính xác. Trong không khí, khí nào nhiều nhất ạ? Khí nitơ ạ. Nitơ. Yeah, em nói đúng rồi mà. Em nhầm. Chị nhầm, chị nhầm. Nitơ, em nói đúng rồi mà. Nitơ chiếm 78%. Nhầm CO2 với nitơ. 78%. Và oxy nó có 100% vừa đủ để hít thở. Khi chúng ta mà có quá nhiều oxy để thở, chúng ta sẽ bị chén choáng, chúng ta sẽ bị mất kiểm soát và chúng ta sẽ bị gọi là phê đó mọi người ạ. Sao không tin tôi? Thực sự ra đúng nè, đúng bắt đầu anh, nếu anh tính tin rồi. Nhưng mà tại vì Thúy Ngân nhắc tù mà Thúy Ngân kêu là nitơ mà nói lộn nơ ti cho nên là anh. Em không có nói lộn, nói đúng nitơ mà. Ủa, cái khí nơ ti là khí gì? Và người chơi của chúng tôi, khách mời Mai Phương Thúy phân tích tôi thấy rất hợp lý. Vậy thì anh luật xứng đáng. Xứng đáng bị nhã thì xứng đáng bị nhã thì rồi. Đã không tin lời nhắc khuyên rồi, nhờ Lan Ngọc. Ai anh cảm ơn em. Thèm xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Câu tiếp theo, ai làm nghệ thuật thì sẽ biết. Đó, trời ơi, áp lực. Chắc. Chắc Lý á. Chắc and Rose. À, Chắc. Titanic, trong Titanic bộ phim hả? Titanic là hai nhân vật không có thật ngoài đời, đúng hay sai? Sai. Lý Luật chọn sai. Sai. Lan Ngọc chọn sai. Đúng. Chú Tiếp Anh chọn đúng. Đúng. Và đáp án của chương trình là không có thật ngoài đời, chính xác. Đúng. Chú Tiếp Anh. Anh Vinh đúng. Chú Tiếp Anh chính xác. Vinh ngồi dậy. Em dơ lộn. Tôi dơ lộn luôn. Lộn không được dậy. Lan Ngọc nằm im. Không, Lan Ngọc. Dậy. Dạ, dạ. Phụ. Dạ, dơ cái dơ mà. Đây, chị. Xin hỏi Thúy Ngân, con tàu Titanic bị chìm là có thật hay không? Dạ thật, có thiệt, nhưng mà câu chuyện của hai người đó là không có thiệt. Hai người đó là do đạo diễn và biên kịch thêm rồi, thêm vào thôi. Dạ vâng. Cho nó hấp dẫn thôi. Hai câu được hai lần đúng. Đúng vậy. Luật chưa đúng lần nào. Đúng vậy. Chỗ này ai ngồi vậy? Lại thắng nữa à? Bây giờ đội Mai Phương Thúy lại thua. Lại thua rồi à? Em nói thật, cái này là thắng nhờ đội bạn nữa. Không phải, em nói với anh nha, cái câu phụ nữ đấy là vào đội nào đội đấy cũng chết. Bây giờ nè, mời đội xanh bước xuống. Mời xanh xuống liền. Bây giờ mỗi đội cử ra một người thôi. Không phải em đâu, em sợ chịu trách nhiệm. Mỗi đội cử ra một người ngồi lên ghế. Giờ hỏi từng câu đó là liên tục nha. Bột mì làm từ gì? Bột mì làm từ khoai mì. Rồi, bột bắp làm từ gì? Xuống, khoan, cho bé này xuống, các em đúng một cái rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Xuống. Trả lời liên tục. Đúng rồi, trả lời liên tục. Bé này đúng ăn cú. Bột bắp là từ gì? Từ bắp. Xuống hai lần. Từ bình tĩnh. Bột năng làm từ gì? Bột bắp. Từ bắp. Sai. Vậy thì bé này phải xuống. Không, vậy thì bé này phải xuống rồi em mới xuống. Bột năng làm từ gì? Là từ củ năng, sắn, củ sắn. Củ sắn là củ gì? Củ năng. Từ củ sắn là củ gì? Củ khoai mì. Củ khoai mì, nhưng mà tại thế bột mì làm từ khoai mì. Thế bột năng làm từ khoai mì mà gọi là bột năng. À. Thì chất bột nó khác nhau. Muốn gọi gì nó gọi đi. Chút đi. Không, nhưng mà có hỏi nó không để em biết. Bột năng là làm từ cũng củ sắn rồi, làm mà bột tinh của bột mì. Dạ thắng, giờ chơi nữa không? Chơi nữa anh, chơi nữa đi, đã. Xe gì không có động cơ mà vẫn chạy? Xe hủ tiếu. Đúng. Chính xác. Ông hủ tiếu chạy tới giờ ông bán. Nữa không anh? Gì nữa? Thôi mệt quá, chơi vậy được rồi. Lên không? Chơi nữa. Ra gì? Đồng cuối. Đồng cuối. Hoa Hậu hồi nãy
giờ không đứng lại. Mai Phương Thúy. Nói chung là thưa quý vị là rồi, Mai Phương Thúy chỉ đúng những cái câu mà vui thôi, còn cái câu chính xác của chương trình thì không đúng. Dù gì trong một cái game nhỏ chúng ta phải có một cái gì đó gọi là lấy lại niềm tin ở quý vị khán giả xem đài. Em là mất hết rồi đó, khán giả là mất hết niềm tin của em. Cái nào là thông minh, nào là giỏi giang, là mất. Em lộn lên nè, em lộn lên. Còn lại một con game. Con bé này là chuyên hốt. Trời ơi, có bà chị phụ hốt. Em vào nhà đọc báo suốt ngày bảo Mai Phương Thúy thông minh, giỏi giang, mà Hà ở đâu quê. Từ khi gặp em á là anh mới thắng á, chứ trước đó trước khi gặp em anh thua hoài. Mà thắng là nhờ em chỉ đúng không? Đấy đấy, em chỉ thôi. Ok ok ok, thôi thôi thì như vậy bây giờ chúng ta đến một cái game nhỏ nữa để quyết định coi rồi Phan Thúy có tìm được một chút niềm tin nơi anh em xung quanh hay không.